tôi đã có mặt tại 88 Bến Đại Tây, phường An Khánh, Thủ Đức. Và ai đó cũng giống như tôi đang đến nơi đây. Hôm nay tôi đến đây để dự chương trình cà phê doanh nhân tổ chức định kỳ. Và đây là kỳ tổ chức cà phê đầu tiên của năm 2024, được tổ chức tại 88 phường An Khánh, quận Thủ Đức, tại nhà hàng anh Lê Quang Trung. Và bây giờ tôi đang tiến gần vào tới nhà hàng và đi thẳng vào quầy lễ tân. Xem có cái gì đây, bảng quảng cáo quá trời luôn. Đây, đây là bàn lễ tân. Tôi đang thấy có một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên bàn lễ tân. Tôi đang nhìn thấy có anh Trần Quý. Trần Quý là viện trưởng viện khoa học và công nghệ số Việt Nam. Anh Trần Quý đang check in và trên bàn có con heo rất là dễ thương. Bây giờ khoảng 8:30, bà con đến ở đây là đang ngủ nhau đến sáng, uống cà phê, giao lưu buổi sáng. Hello, trước ông kiến của chúng tôi là tôi đang thấy là anh Trần Yên, báo ở Sài Gòn Giải Phóng, chủ nhiệm câu lạc bộ báo người cùng bên tại thành phố Hồ Chí Minh, và đang giao lưu nói chuyện với anh Sơn, chủ tổng giám đốc của công ty bia Hoàng Sa Trường Sa tại thành phố Hồ Chí Minh, hãng bia rất nổi tiếng. Rồi, bây giờ tôi đang tiến gần đi vào bên trong. Trời ơi, trước mặt tôi là tôi thấy quá trời là heo vàng bên những cô gái đây. Không biết cái gì đây? À, tôi thấy người ta tặng nhau những con heo vàng. Con heo nó to lắm. Nhìn này thấy khoảng 5 kg. Đó, rồi xếp hàng. Xếp hàng nhận heo. Heo này heo của nhà ai này? Heo đẹp quá. Mỗi con heo vàng này nó khoảng... nếu có tính bằng vàng nó khoảng 5 kg vàng. Và đây là buổi phát trực tiếp, livestream trực tiếp. Tôi có nhiều cái câu từ nó bị thiếu. 1, 2, 3, nhận heo vàng. Trời ơi, còn dư mấy con nữa nè. Ồ, tôi thấy đang thấy anh Trần Đình Thu đang hơi vào. Trần Đình Thu là nguyên chánh án tòa án quận Phú Nhuận. Xin chào anh Tuấn, chị Tiểu Quốc, Nguyễn Tốt. Đằng kia là tôi thấy một số anh em đi vô cái là bắt tay, cái là bắt đầu là đi lên cầu thang. Lên đây làm gì nhỉ? Leo cầu thang lên làm gì trên này? Đó, nối đuôi nhau này, nắm tay nhau đi leo lên cầu thang rồi. Rồi, có em múc gì trên này rồi? Đây, trước mặt tôi là có cái bảng hiệu tư vấn visa này, du học nước ngoài, Úc, Mỹ, Pháp, Anh, Canada, du học và lao động ở nước ngoài. Ai có nhu cầu đến đây đăng ký này. Nghe thông tin đồ nó giá đâu cũng rẻ. Đang bệnh hay làm tháng đâu 7-80 triệu, 100 triệu tiền gì thêm. Đấy, người ta đang tư vấn cho nhau là đi Úc, đi Mỹ vậy đấy. À, trước mặt tôi là bàn bảy binh bố trận để cho mọi người ăn sáng. Chào ơi, cho lấy gần nha. Ok, anh hai anh em bắt tay cái lấy cho xin cái hình cái. Ok, ở đây. Rồi, trời, vậy làm chứng được anh. Được rồi đó. Đấy, chủ tịch câu lạc bộ là Tâm Trí Việt gặp là Nguyễn Bá Cao, tổng thư ký là hội doanh nghiệp Quảng Bình tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước ông kia của chúng tôi là anh Trịnh Đình Dương, chủ tịch câu lạc bộ Tâm Trí Việt, đang giao lưu và xin số điện thoại của anh Nguyễn Bá Cao, tổng thư ký hội doanh nghiệp Quảng Bình thành phố Hồ Chí Minh. Hello mọi người, ở đây tôi đang phát thu âm trực tiếp nên tiếng ồn nó nhiều lắm, bà con không. Anh Cao mặc áo vàng là tổng thư ký hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình, và
À là bên tâm lý Việt hả? Ok, người chúng tôi là mọi người đang giao lưu. Tôi thấy anh Trần Quý viện trưởng viện kỹ thuật số Việt Nam, và kế bên có chị Huế. Chị Huế là giám đốc của một cái hãng bảo hiểm Nhân Thọ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì bà con đang giao lưu sáng khi mà vào buổi học giao lưu chính thức. Trên bàn ăn sáng được bố trí nhiều món ăn ở quê như bánh bột lọc, cái anh em đây nhiều món đặc sản ở quê hương rồi ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hello mọi người, tại đây tôi đang thấy mọi người đang làm gì mà nắm tay nhau rồi rờ tay nhau, làm gì mà massage cho nhau, làm gì đây nè, massage chân, massage tay, ống này cây. Ok, cho thay bộ đúng không? Rồi. Được rồi, nhìn đứa con nha. Hello mọi người. Bà con bây giờ là đang đứng xếp hàng để chuẩn bị chụp hình lưu niệm, chụp hình từ xưa, chụp hình lưu niệm. Trước khi lên phòng họp làm thủ tục. Quá trời luôn. Còn nhiều lắm, không phải nhiêu đây đâu, nhưng mà mới đây là mới chỉ là khoảng một nửa. Rồi chương trình từ sướng đã xong. Hello mọi người, đây là buổi livestream trực tiếp nha quý vị. Mọi thiếu sót về ngôn từ xin mọi người thông cảm. Bà con đang đông lắm, giao lưu cô gái xinh đẹp. Và đây là buổi phát trực tiếp trên nền tảng YouTube và Facebook nha quý vị. Tôi thấy bà con đang đến đã khá đông, và có thể là gần tới buổi giao lưu học hành rồi. Mọi người đang leo cầu thang quá trời kìa, đi học bà con đi học quá trời luôn đó. Mọi người đang nè, ông Kiến tôi đang quay về phía cầu thang nè, tôi thấy người ta nối đuôi nhau đi lên cầu thang quá trời nè, khoảng vài 40-50 người đã có đấy đó, từng đoàn người nối đưa nhau lên cầu thang. Trên này là thấy mịt mù sương khói vậy nè. Tôi chưa lên tôi nhìn qua ông Tiến là tôi thấy mình là mịt mù sương khói gì mà khói sương phun phủ bao la này. Người từ từ càng đông và càng lên đông. Hello mọi người, hôm nay là ngày chủ nhật còn mình tổ chức giao lưu cà phê, trong đó bao gồm là quảng cáo sản phẩm, trưng bày sản phẩm, các gian hàng rất là đông, ước lượng đâu khoảng tầm 14-15 gian hàng. Hello mọi người, tôi đang có mặt ở đây là số 88
phường Bình Đại Tây, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức. Đây là địa điểm này là của nhà anh Lê Quang Trung. À, giao lưu cà phê lần này có sự tham gia của rất nhiều đơn vị trưng bày sản phẩm, ước tính khoảng tầm 13 đến 15 gian hàng trưng bày cái kỳ này. Theo cái đà này tôi kỳ vọng khi tới chắc là đông hơn, sầm tụ đông hơn rất nhiều. Và đây là buổi live stream phát trực tiếp chúng tôi trên nền tảng YouTube và Facebook. Mọi thiếu sót về cái ngôn từ trong lời nói trực tiếp của chúng tôi mong mọi người bây giờ mời mọi người lên lầu để cùng chúng ta cùng tham gia buổi tọa đàm nói chuyện chuyên đề về doanh nghiệp và chuyển đổi số do viện trưởng Trần Quý trên bài. Mời bà con cùng lắng nghe. Cảm ơn.